Nếu bạn có muốn nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ những điều mà cha mẹ có thể làm cho con, giúp đứa trẻ của chúng ta sống và lớn lên trong hạnh phúc. Bởi vì là cha mẹ là cũng mong muốn con mình được lớn lên trong hạnh phúc, nhưng không phải là ai cũng biết cách làm cho đứa trẻ của chúng ta hạnh phúc. Chúng ta thường nghĩ rằng là cho con đầy đủ về mặt vật chất cũng như là ăn học đàng hoàng, đấy là đứa trẻ được hưởng những cái điều hạnh phúc mà cha mẹ mang tới. Điều đó thì đúng với cái suy nghĩ của cha mẹ, nhưng không hoàn toàn đúng với những cái nhu cầu của con trẻ. Vậy đâu là bí quyết để giúp những đứa trẻ của chúng ta trở thành những đứa trẻ hạnh phúc? Thứ nhất là tình yêu thương của cha mẹ. Chúng ta yêu thương con, chúng ta yêu thương con như chính con mới là yêu thương đúng cách. Có rất nhiều bậc phụ huynh thì có những cái mong cầu, mong muốn là đứa trẻ của chúng ta trở thành những cái hình ảnh, những cái tấm gương mẫu mực nào đó mà cha mẹ muốn con hướng tới. Và khi cha mẹ đặt quá nhiều vào mong cầu của con thì luôn luôn có những cái yêu cầu và có những khà khắc đối với con của mình, khiến đứa trẻ luôn sống trong áp lực. Và với những cái áp lực mong cầu của cha mẹ đó thì con luôn luôn phải nỗ lực cố gắng. Nếu như những cái cố gắng đó mà làm trong khả năng của trẻ thì điều này cũng có thể là giúp trẻ có được những cái thành công nhất định. Nhưng có phải tất cả những cái điều mà cha mẹ mong mỏi đó có phù hợp với con của mình không? Và chính cái điều này sẽ gây ra trong lòng trẻ, chính những điều này đã gây ra trong lòng con những cái tổn thương tâm lý. Và đứa trẻ như vậy sẽ không bao giờ cảm thấy được hạnh phúc. Con luôn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, trong chính sự khà khắc của cha mẹ. Trẻ nghĩ rằng là cha mẹ không hiểu mình, cha mẹ không bằng lòng với chính bản thân con. Cho nên là cha mẹ hãy để cho con thấy rằng là dù con phạm lỗi, dù con vấp ngã, con là chính bản thân con, cha mẹ vẫn luôn yêu thương, che chở cho con, luôn giang tay chào đón con cho dù có bất cứ cái chuyện gì xảy ra. Bởi vì là mỗi đứa trẻ của chúng ta sẽ có một cái khả năng riêng, không phải là trẻ nào cũng phù hợp với mọi mong cầu của cha mẹ. Mà bản thân những người làm cha làm mẹ chúng ta phải mong cầu rất nhiều ở con, hy vọng rất nhiều ở đứa trẻ của mình. Cha mẹ hãy cho con hiểu rằng là dù con xấu hay con đẹp, con có hạn chế về bất kỳ một vấn đề nào thì đấy không phải là khuyết điểm của con. Con còn có rất nhiều những cái ưu điểm mà người khác không có được, bạn khác không có được. Bởi vì là nếu bạn là những người cha mẹ có cái tư tưởng lạc quan, chúng ta luôn luôn lắng nghe, chia sẻ, an ủi con, coi con như những người bạn của mình, những người bạn tâm tình, thì chỉ có cần như vậy thôi, đứa trẻ sẽ luôn luôn cảm thấy tự tin về bản thân mình, về gia đình của mình, về cha mẹ mình, và con sẽ thấy rằng cuộc sống của mình rất là hạnh phúc. Thứ hai là cha mẹ cần phải luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu con. Thế giới nội tâm của trẻ giống như một cuốn sách, cha mẹ cần đọc với tất cả tấm lòng thì mới hiểu hết được ý tứ của trẻ. Chính vì thế mà hiểu con là một công cụ hữu hiệu nhất để cha mẹ nắm bắt kịp thời mọi cái tâm tư, mọi suy nghĩ của trẻ, nắm bắt được những cái khó khăn, những cái thách thức trong cuộc sống đối với con. Từ đó thì giúp con vượt qua mọi khó khăn trở ngại ở những cái giai đoạn, ở từng giai đoạn của trẻ. Chúng ta phải hiểu rằng là người lớn, giữa người lớn và trẻ nhỏ thì có những cái suy nghĩ khác nhau, những cái nhân sinh quan khác nhau. Mỗi lời nói và việc làm của trẻ thì đều mang những cái thông điệp riêng của con. Nếu mà cha mẹ nhận thức được điều đó thì có nghĩa là cha mẹ đã có cái sự đồng cảm với con của mình. Cho nên là sự thấu hiểu của cha mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển trí tuệ cũng như thể chất của con, giúp con luôn luôn đạt được cái niềm tin tưởng, cái sự tin yêu đối với cha mẹ của mình. Và điều này thì dẫn về cuộc sống của con sẽ rất là hạnh phúc. Trẻ luôn luôn hài lòng về cuộc sống của mình, dù là nó có cả thể là trong những cái hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi trẻ đạt được cái sự tin yêu, con tin tưởng vào cha mẹ mình và con nhận được cái tình yêu thương của cha mẹ, cái sự giúp đỡ của cha mẹ, thì con luôn luôn hài lòng với cái cuộc sống của mình. Trẻ sẽ bằng lòng và cảm thấy hạnh phúc với chính cái cuộc sống của gia đình mình, vì ở đó thì luôn luôn có sự đồng hành của cha mẹ. Thứ ba là cho con hiểu được, con được sống với cái cảm xúc của chính mình.
khi mà trẻ được thể hiện cảm xúc của chính mình, điều đó vô cùng quan trọng. Nó không những ảnh hưởng đến cái suy nghĩ, đến cái hành động của con, mà còn có thể khiến cho con làm cả điều tốt và điều xấu. Cha mẹ cần ghi nhớ rằng là tuổi thơ của trẻ chỉ có một lần thôi. Và khi chúng ta giúp con có được cái cuộc sống hạnh phúc, giúp trẻ có được sống thật với những cảm xúc của mình, cho nên là cha mẹ đừng vì áp lực của cuộc sống, đừng vì cái quãng thời gian, cái khoảng thời gian mà luôn luôn bận rộn của mình mà bỏ mất giai đoạn đáng quý này của trẻ. Giai đoạn mà trẻ có được tất cả những cái điều mà học được từ chính người cha người mẹ của mình. Cái giai đoạn mà trẻ còn nhỏ này, con sẽ tiếp thu mọi cái hình ảnh, mọi cái lối sống cũng như những hành động của cha mẹ vào cái tầm mắt của mình. Và chính cái cảm xúc của con đang có là được ảnh hưởng từ chính người cha người mẹ của mình. Cho nên là để con được thể hiện cảm xúc của mình chính là cách cha mẹ tôn trọng trẻ và thấu hiểu con. Đơn giản như khi trẻ muốn khóc, trẻ buồn hay là con vui, thì cha mẹ hãy để cho con được tự do thể hiện những cảm xúc của mình. Chúng ta đừng vì những cái áp lực, đừng vì cái bản năng, cái quyền làm cha làm mẹ của mình mà kìm chế hoặc là cấm đoán con thể hiện cảm xúc thật của mình. Điều này sẽ gây ra những cái tâm lý ức chế cho trẻ, cho con mất cái cơ hội thể hiện cảm xúc của mình. Và khi mà trẻ hình thành cái thói quen bị kìm nén cảm xúc bên trong, có thể dẫn đến việc mà trẻ trở nên là tự kỷ, hoặc là có thể dẫn đến trường hợp là con có những cái ức chế, con phản ứng lại, con có thể là trở nên manh động. Đây là điều cha mẹ lại cần nghiêm túc nhìn lại bản thân, nhìn lại cách hành xử của mình để giúp trẻ không bị rơi vào cái tình trạng ức chế hoặc là kìm nén như vậy. Để trẻ được sống thật với những cảm xúc của mình, nghĩa là cho con có được những cái niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cho nên tôi khẳng định rằng là nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc là rất khó nếu cha mẹ không thấu hiểu trẻ. Để mất kết nối với trẻ, cha mẹ hãy đồng hành cùng con để con được sống là chính mình. Đó mới là cách giúp con có được hạnh phúc. Thứ tư là trao cho con quyền được lựa chọn và ra quyết định của mình. Nhiều khi các bậc cha mẹ chúng ta thường nghĩ rằng là mình là người có nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, cho nên là với những cái vấn đề thường ngày của trẻ thì chúng ta nghĩ rằng là mình sẽ giúp con đưa ra những cái quyết định đúng đắn hơn, và trẻ chỉ việc thực hành, thực thi những cái quyết định đó. Nhưng mà chúng ta lại không nghĩ rằng là với những cách làm đó thì có thể là có phù hợp với đứa trẻ của mình không, có phù hợp với khả năng của con không. Và cái hành động mà ra quyết định thay con đó đã trực tiếp tước đi cái quyền lựa chọn, quyền ra quyết định của trẻ. Điều này có thể khiến cho đứa trẻ trở nên thụ động, hoặc là con có thể chống đối lại cha mẹ của mình. Cho nên là cha mẹ hãy trao cho con cái quyền để quyết định. Chúng ta có thể giúp con đưa ra những cái giải pháp và gợi ý để từ đó thì con có thể tự quyết định với những cái sự lựa chọn của mình. Điều này thì sẽ giúp con có cái tính tự chủ và chịu trách nhiệm của bản thân mình. Và đồng thời nó cũng sẽ giúp trẻ hình thành nên những cái kỹ năng giải quyết các vấn đề. Và với những kỹ năng này thì sau này khi trẻ lớn lên, con sẽ cảm thấy bằng lòng với những quyết định của mình hơn. Con sẽ biết cách đưa những cái giải pháp để hỗ trợ trong công việc của mình, và trẻ sẽ có thể sống hạnh phúc hơn khi mà con đã biết cách đưa ra những quyết định của mình và giải quyết nó một cách hoàn thiện. Và cuối cùng thì cha mẹ hãy là người giúp con phát triển những kỹ năng sống của mình. Bởi vì là dù là sau này trẻ sống ở đâu, ở môi trường nào, thì con cũng sẽ gặp không ít những khó khăn và trở ngại trong cuộc sống. Và rồi khi đó thì chính những kỹ năng này là những cái điều để giúp trẻ có thể là vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách khác nhau. Và đây chính là yếu tố để giúp con tồn tại và phát triển ở trong xã hội, chứ không phải là những cái điểm xấu ở trên trường lớp. Cho nên là để trẻ có thể sống hạnh phúc và trở nên tự tin, cha mẹ đừng quên dạy con những đức tính cần thiết, nó tích cực và mang lại nhiều giá trị sống cho con. Nếu bạn thấy video của tôi có ý nghĩa thì hãy chia sẻ nó đến với bạn bè và người thân của mình, để mọi người đều có những cái cách giải quyết giúp con
có nhiều kỹ năng sống giúp đứa trẻ của chúng ta có cuộc sống hạnh phúc hơn với những kỹ năng mà cha mẹ đã rèn cho con ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Nhớ ấn follow kênh, bấm vào nút vào chuông để nhận được những video mới nhất từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.